Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới về một chiếc xe khá là đặc biệt. Đây là một chiếc xe Mazda 3 các bạn. Được sản xuất vào năm 2016, là một chiếc xe sedan 5 chỗ, biển số thành phố, số tự động. Về kiểu dáng của Mazda 3 2016, nhưng mà xe này được trang bị rất là nhiều những cái tính năng an toàn, cũng như là về tình trạng ngoại thất và nội thất của chiếc xe này được chủ xe giữ rất là kỹ, và kiểu dáng khá là trẻ trung và năng động, nhưng mà không kém phần tinh tế nha các bạn, hiện đại. Thì đầu tiên thì Huy mời các bạn xem qua về phần ngoại thất của xe. Đó, phần đầu xe khá là đẹp nha các bạn nha, với những chi tiết viền mạc chrome sáng bóng, kết hợp với đèn, sử dụng đèn bi, cụm đèn sáng bóng rất là mới. Thì nó giúp cho chiếc xe Mazda 3 này có một cái vẻ gì đó rất là hiện đại và lịch lãm. Một chiếc xe 2016, chủ xe sử dụng ít thì chắc chắn rằng quả lốp này là còn nguyên bản theo xe rồi nha các bạn. Mâm 16, thông số của vỏ của nó là 205/60R16 nha các bạn. Đó, mâm đa chấu cũng khá là đẹp. Vỏ xe thì sử dụng vỏ Bridgestone, vỏ Bridgestone là loại vỏ mà được rất là nhiều các cái hãng xe nổi tiếng sử dụng. Rồi xe này thì đèn xi nhan trên gương, gương chỉnh điện. Chủ xe có dán phim cách nhiệt hết rồi nha các bạn. Rồi có công tắc ra vào cửa thông minh. Rồi gầm nhún thì quay sơ bộ cho các anh chị và các bạn xem. Một chiếc xe mới đi được có 29.000 cây số thì chắc chắn rồi, gầm sẽ còn rất là đẹp. Bên Huy sẽ tiến hành làm Marukuri lại, cho nên là các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Những sản phẩm bên Huy thì luôn cam kết, luôn cam kết là không bị đâm đụng, không bị ngập nước nha các bạn. Và đặc biệt là đối với sản phẩm một chiếc sedan gầm thấp như Mazda 3 này thì các anh chị và các bạn khi mà mua phải lưu ý về vấn đề ngập nước. Sản phẩm bên Huy thì luôn cam kết không bị ngập nước, cho nên là hoàn toàn yên tâm nha các bạn. Rồi thắng trước và sau thì đều sử dụng thắng đĩa. Cụm đèn phía sau khá là trẻ trung, với một cái dải đèn kéo dài từ phần vè đến phần cốp sau, gần nửa vè luôn các bạn. Đó, đến phần cốp sau như thế này, nó giúp cho cái kiểu dáng cũng như là về cái thiết kế hài hòa ở phần đuôi xe. Các bạn thấy không, đèn phối với nó chiếm cái diện tích và nó phối với cái phần cái cốp á, nó tạo nên một cái thiết kế tổng thể rất là đẹp, hài hòa. Đây là cái miếng ốp ở trên cản để tránh việc trầy xước khi lên xuống xe nha, lên xuống đồ các bạn, mở đồ mình lấy lên xuống á thì nó dễ bị trầy xước. Về màu sơn thì ở bên Huy sẽ tiến hành làm Marukuri, sẽ tiến hành vệ sinh làm đẹp lại toàn bộ xe, cho nên là các anh chị và các bạn sẽ có được một chiếc xe lung linh. Thì bên Huy mới lấy về chưa có làm vệ sinh, nhưng mà về màu sắc cũng như là về chất lượng của cái nước sơn thì Huy thấy còn rất là đẹp. Này, vỏ. Sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về phần ngoại thất của xe thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn cùng Huy xem về phần nội thất bên trong để xem cái chất lượng của chiếc xe Mazda 3 này, chất lượng nội thất bên trong nó có đẹp như phần ngoại thất ở bên ngoài hay không nha các bạn nha. Rồi đây các bạn, đây là nội thất bên trong của chiếc xe Mazda 3 này. Đây, từng chi tiết còn rất là mới nha. Và thực sự là về cái phần cốp thì nó cũng gây ấn tượng cho Huy là cái phần để đồ mình cảm thấy nó rất là rộng, mình để có thể để được tới 3-4 cái vali và để cũng được rất là nhiều đồ khác nha các bạn. Và chủ xe đi giữ giữ cũng rất là kỹ. Đây, mọi thứ còn rất là mới. Đây là vị trí để con đội nha các bạn, thiết kế
rất là đẹp luôn. Rồi xa cua, vỏ xa cua chưa chạm đất, còn nguyên bản luôn. Mọi thứ còn mới toanh. 2016 thực sự là trên thị trường có thể là có nhiều sản phẩm, nhưng mà một sản phẩm mà đẹp như thế này thì Huy nghĩ cũng không nhiều, cũng không nhiều. Đó, tắp bi cửa không bị trầy xước nha các bạn. Thực sự là rất khá là kỹ. Đây là vị trí tựa tay được may bằng da, da với những cái đường chỉ rất là tinh tế luôn, đẹp. Còn về chất liệu da ghế của Mazda thì thực sự là Huy rất là ấn tượng. Với chất liệu da đục lỗ, những đường chỉ may màu đỏ, không chỉ là sản phẩm Mazda 3 này và hầu hết những cái sản phẩm khác giống như là CX-5 thì da ghế được may rất là tinh tế và đẹp. Và đặc biệt là về phần chất liệu của da thì không chê vào đâu được. Xe, những chiếc xe Huy cũng đã chứng kiến là những cái sản phẩm của Mazda là những chiếc xe mà 2012, 2013 mà da ghế mà khi Huy nhìn vô á, Huy cũng hết hồn luôn. Xe mà chạy cũng tương đối nha các bạn, khoảng 80-90.000 cây số và cả 100.000 cây số rồi, nhưng mà cái da ghế nhìn nó rất là đã, nó không có bị mòn, nó không có bị sờn cũng như là bị nhèo. Xe này thì thực sự là da ghế còn rất là mới, mới có đi được có 29.000 cây số, 29.000 cây số thôi, cho nên là da ghế thì khỏi phải bàn rồi. Đó, đây là cái hộp để đồ, mình có thể để ví hay để đồ ở bên trong đó. Trong này có cái cổng USB này, cổng sạc đồ đầy đủ nha, OIS luôn các bạn, thiết kế rất là tinh tế. Đây là phần da. Rồi đây là phía trước bảng điều khiển của chiếc xe Mazda 3 này, thiết kế rất là hài hòa từ vô lăng rồi đầu DVD rồi những cái nấm điều khiển hệ thống điều hòa cũng như là cần số và một cái nấm điều khiển trung tâm đó, rất là tuyệt vời. Còn về chất lượng của những cái phần tapi cửa mọi thứ còn rất là đẹp. Có một cái cửa sổ trời luôn các bạn, đây là cửa sổ trời. Vào buổi chiều mình đi thì một số cái xe và mà mình đi mình thấy chiều mình chở con đi đi dạo mát thì nó mở cái cửa gió ra, có thể là mình ngắm trời rất là sướng các bạn. Nó hài hòa với thiên nhiên, mình có thể tiếp xúc được với cái bầu không khí ở ngoài trời, không phải lúc nào mình cũng dùng cái hệ thống lạnh, mình dùng hệ thống điều hòa. Đây, cái cửa này thì lên xuống tự động nha, một chạm. Đó, chất liệu ghế thì khỏi phải bàn rồi. Rồi mình vô bên trong mình xem qua về phần nội thất bên trong. Thì xe này thì sử dụng cái nút bấm start up nha, khởi động thông minh này. Rồi có cái chế độ dừng, i-stop. Rồi vô lăng, bọc da, khá là thích. Mềm với những đường chỉ may rất là đẹp nha các bạn. Và có lãi chỉ số trên vô lăng luôn. Đó, lãi chỉ số trên vô lăng luôn, nó tạo cảm giác cho người lái một cái gì đó rất là thể thao ở trên cái sản phẩm. Đây, nút đề start up này mình chỉ cần đạp thắng và nhấn nút là ok nha. Đó, động cơ nổ ra các bạn. Có hệ thống chống trơn trượt, hệ thống ổn định điện thân xe các bạn. Đây, 29.469 cây số nha, cây số là chuẩn của xe. Rồi đây là cái nút điều khiển, điều khiển mình có thể là nghe nhạc nè, các chế độ dẫn đường, cái này là đóng tắt, điều chỉnh volume, hộp số tự động 6 cấp. Đây các bạn, mình chỉnh cho các bạn xem ha. Đó, hệ thống nhạc này ha, cái này tắt âm, mở lên điều chỉnh âm lượng. Ok ha. Rồi những cái nấm điều chỉnh
AM, FM, Bluetooth, UPCD, AUX, ha. Hệ thống navigation, ok ha. Rồi thiết kế thì của Mazda thì thực sự là khá là hiện đại, nhìn nó sang trọng lắm các bạn. Có chế độ điều hòa là tự động, auto. Ok rồi, sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về hệ thống nội thất bên trong của chiếc xe Mazda Mazda 3 này. Thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn cùng Huy xem sơ lược về cái phần động cơ. Động cơ dung tích 1.5 lít cho công suất là 110 mã lực ở vòng tua 6.000. Thì Mazda vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa cho một công suất cũng khá là ok, tăng tốc ngọt. Đó. Mới có đi 30.000 cây số thì chắc chắn rằng mọi thứ là nguyên bản hết các bạn. Đó, nhìn rất là mới. Dynamo. Ha. Xe nổ khá là êm. Một chiếc xe sử dụng cho gia đình rất là rộng rãi các bạn. Ha. Mazda 3 là một chiếc xe được thiết kế rộng rãi thoải mái. Mình đi những cái cung đường dài, hệ thống gầm cũng như hệ thống thống cách âm của Mazda 3 cũng khá là ok. Và hiện tại thì chiếc xe Mazda 3 2016 này đang được bên Huy chào bán với giá là 535 triệu. Chỉ 535 triệu thì chúng ta có thể sở hữu được một sản phẩm Mazda 3 cao cấp, chất lượng khá ok. Xe mới đi được có 30.000 cây số thôi nha các bạn. Đây là một sản phẩm Huy nghĩ là khá hợp lý cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc xe sử dụng cho gia đình mình. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và hiện tại thì Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy cũng đã về rất là nhiều những sản phẩm xe qua sử dụng. Các chị và các bạn nào có nhu cầu sản phẩm nào thì để lại comment ở bên dưới để Huy có thể cung cấp thông tin những sản phẩm sẽ về và đã về của bên Huy cho các anh chị và các bạn. Rồi, Huy xin chào ạ.